Xin chào các bạn nha. Đây, buổi sáng hôm nay ra ngắm hoa tại vườn nhà mình các bạn. Đây là hoa sen nhái ha, rất là dễ trồng luôn. Hôm trước mình đi đến nhà một người quen gần đây nè, cái mình thấy họ trồng hoa sen nhái ở đằng trước nhà rất là đẹp. Những cái mình thích và mình mới xin cái hạt về. Đây nè các bạn, đây nè. Những cái này nè, mốt nó sẽ thành những cái hạt, nó khô lại nó thành những cái hạt, rồi mình đem về mình gieo thôi à. Mình gieo đó để tự nhiên cái nó lên nè các bạn. Thì ở đây mình có hai màu, đây là màu vàng, màu vàng, còn ở xa xa là màu cam nè các bạn. Mình sẽ đưa vô gần cho các bạn xem màu cam nha. Màu cam mình thấy ở trên mạng có bán màu tím nữa, rất là đẹp. Màu tím, màu hồng nữa, rất là đẹp. Ở đây mình thì có hai màu thôi. Nhưng mà hoa sen nhái này nè các bạn, nó đẹp, nó lên nhanh nhưng mà nó lại rất là mau tàn. Rất mau tàn này. Này, cái búp của nó. Nó lên khoảng 3-4 ngày là nó sẽ tàn. Đẹp lắm các bạn. Cái lá của hoa sao nhái này mình cũng có thể dùng để ăn với lại cuốn bánh tráng rồi đó các bạn ha. Ăn thịt bò với rau rừng đó. Cái mắm nêm rất là ngon. Buổi sáng này đi ra ngắm hoa, rồi còn nghe tiếng gà gáy nữa. Hoa này thì có nắng là sẽ nở trái trang các bạn ha. Hoa màu vàng. Ở đây thì lại có một cái cây nó có cái màu vàng tươi luôn các bạn. Cái cây này, cái cây này đang có cái nụ đây. Màu nó khác với màu vàng kia. Đây là màu vàng tươi luôn các bạn, để mình quay gần xíu cho các bạn xem. Màu vàng tươi, còn cái hoa kia thì nó lại đậm hơn một xíu. Đậm hơn một xíu nè, đó, đậm hơn một xíu ha. Còn cái hoa bên đây thì nó lại cam luôn. Rất là đẹp luôn. Buổi sáng đi ra vườn thì mình thích ngắm như vậy đó các bạn. Không biết các bạn có cùng sở thích với mình không? Ở vùng thôn quê thì mới có được những cảnh này ha. Sáng mơi đi ra vườn, nghe được tiếng gà gáy. Cảm thấy tâm hồn thoải mái lắm các bạn. Ở khu vườn của nhà mình thì nó khá là dài, bề ngang khoảng 4 mét các bạn, và chạy dài khoảng 20 mấy mét lận. Nhưng mà mình bận đi làm cho nên là không có cái thời gian nhiều để chăm sóc đầu tư vô cái khu vườn của mình. Xin chào nha và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.